ទេសនិកជនជាទីស្នេហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចជំរឹងសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងហូជីមិញនិងគួយបាកិច្ចព្រមព្រៀងពលកម្មការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករពីស្តុកជាមួយ ទេសនិកជនជាទីមេត្រីពេលថ្មីៗនេះសមាគមមិត្តវៀងយ៉ាងណែនលេខាគណៈកម្មាធិការបកក្រុងហូជីមិញបានទទួលជួបសមាគមរ៉ូបេតូបូរ៉ាឡេសអូជេណាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈលេខាបកកុម្មុយនីស្តគួយបានិងប្រតិភូជួងគូនៃបកកុម្មុយនីស្តគួយបានអញ្ជើញមកធ្វើការនៅវៀតណាមលេខាគណៈកម្មាធិការបកក្រុងហូជីមិញស្មាគមមិត្តវៀងវ៉ាន់ណេនសម្តែងក្តីមោទនភាពចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងចែករំលែកចំពោះភាពលំបាកដែលគួយបាកំព
lắng trong buôn là tập hòa dạng bằng tại bản ca thuê phía ký. Khăn ông vì sai chỉ trấn, khăn ông nốt miền tôn đề tì xin nô rộp bọc tì cà rộng Hồ Chí Minh, khăn ông ca trong rình cách xa hạ bằng tại bản ca sẽ tự kết ở phim Việt Nam nâng quỷ bà. Bạn đang sắp bà đa cần lo. Trong nguồn cả đời này chúng lòng chỉ ngư COVID-19 càng là chuyện bản tỏa bản tốt. Bản tái bản chất lòng riêng đào khả năng đôi bên môn tế. À xa ráy, nơi bật tế dưỡng, miền nẹ chạy vắc xin bằng cao xâm rạch ngạc trạc vũ. Chia bị xếp bởi chí chôn phía chân ràng, sắp tái, miền xâm rạch đấy bằng cao ác xoan chỉ ngư. À được bố, tam ca cận rộng lực bì giang, rộp bác của xung sốc khá bị bạc nữ cứ bẹ mạng. Liên đại rộng ngọc mèo rốt, bê tất căn bản đa cần lại đa miệng một nước cao cao. Thuê bớ cùng bông thuê đồng nơi cầm sán, bàn tay cầm dụng ở chân tầng ní, nơi tay ăn ở bóng tam sàn lịch khách bì giáng, đại sạp bàn sọc hạp hị bàn đặc chính, cứ bẹc mắt nâng liêng đầy rùm ngọt mê rụp. Khá nhóm tăng bẹc mắt, bê tự căn còn lấy bên mà nụ cọc có, bồm tén liêng đầy rùm ngọt mê rụp, đập bay bằng ca tốp sát ác xoan chùm ngư. Dương khá nhóm thuê đồng nơi cầm sán, ca na thoa trúp tớp đọc mà chinh, chùm này thoa mà đá cứ bẹc mắt cho rồi hốt. Mình còn tay bẹc mắt nơi tì xa thiệt nặng bằng nổ tế, nạy chạy chẳng tay mình cao phía nhạc rồi lực cấp bút, cứ bẹc mắt bê thuở đồng nơi chiên bị bật tẹt. Tôi giáng đôi bệnh thiê cha tặng ní, thuở bớ cùng bông hạt bàn cả đấy, bằng tay mình mắt chọp khăn nông mục rồi hột. Ông tắc ngày bần chân làm ní, khi nhóm khám miên tờ nà lên tê, bằng tay chả là nà hạt bàn, trời tay ăn ưu bót, bê thuở đồng nơi chiên bị bật tẹt, trời tay bẹc mắt, đâm bấy bằng ca ác xăm chùm ngư. Hiệp mà chạy cá, khăn ông cao bằng cao tụp sát ác xoan chùm ngư COVID-19, rộp bác bình chí chuẩn, cứ chia bật cá của quạt xâm cấn, bố còn lén đai miên mà nụ cao có, bí xếch cứ khăn ông ốc cao thang ngày bốn, chia lạc khả nạng ngây xrú lôi ác xoan chùm ngư chá lòng riêng đàl. Cô xuống sọc hạp hệ báo cơ nụm lực thả, trái tay ăn ưu bọt chia bật chấm nơi vì thế này cao bằng cao tụp sát ác xoan chùm ngư COVID-19. Nét đầy mình toán chạm vaccine bằng ca chùm ngư COVID-19 cụp cơn, trái tay tư chỗ chấm mốt chạm vaccine ở ban cụp cơn. Vô là ca, cứ chìa thôn thiên miệng đầm lạnh rộp bác ơn gặp hiệp ai chì và kèm. Bê kết an chì và hiệp ai vô là ca mà là o. Cứ vô là ca rất đẹp sạp xuống, nâng miệng bằng tốc chìm bác ơn gặp hiệp ai chì và kèm. Bê chụp lầm bác, nâng nâng ơn gặp hiệp ai chì và kèm ca xâm rộp xâm rùl, rô viên xa hạ chíp, chư mùi nẹ pra vô là ca, chư ơ ca mà ca rất xa ba ca nghề thề. Bơm tiền ạ được vọt là o, rộp bác, sau khả mà lập hiệp xâm công tiếp hà. ក្រោយពីធ្វើការសម្រុះសម្រួលបីលើកនេះជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននិងគណៈប្រតិបត្តិការសហជីពសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយថែមទាំងបង្កើនប្រាក់បៀវត្សឲ្យកម្មករទៀតផងដោយវាមទីខ្ញុំបានដំណឹងប្រាក់បៀវត្ស 8% ក៏ជាកម្មភិបាលផលិតក្នុងក្រុមហ៊ុនដែរថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមានព័ត៌មានអំពីតម្លៃផលិតតាមរយៈនោះសហជីពមានក្រុមមូលដ្ឋានដើម្បីចរចាជាមួយម្ចាស់អង្គភាពអាជីវកម្ម
Dân khu chúng nâng thuộc cao cho mùi thân đặc nông cổ hôn, đập bí rục đồng nọ sài, mình ở bình chập khó xa nha dạng cho mùi bộ lạc có, bê cổ hôn ở ca nghị thuơ. Sa hạ chí ban lực lớn nơi dụ bòl xâm hệt phòl, hơi dân khu chúng có miền trang vị thí cho khó xa nha đai. Hết nếu dân khu chúng xa nha cho mùi bộ lạc có, mình bình chập khó xa nha bộ lạc căm khăn ông rì dạp bê bì chân năm, hơi bóng cơn bạc bí vót chấp bì khai mê xa. Trong nay cầm hồn này, cầm rạch bia vót để cầm hồn cầm bông sang ôi bà lọc có, cứ khắp bộ chiên cầm rạch bia vót cố đã từ sai sắp hiện rồi. Cảm ơn nó cầm hồn sản giá mình ôi bà lọc có chấp thua cá, đòi xa bản đá cả ta, cửa thảm chiết ăn sẵn trường ngữ, bông có lạc nạn là bông phát ôi bà lọc có, đập bấy bà lọc có ngập chất thua cá. Cả khách khâm xâm rô rộp viên ôn cập hiệp ai chì vừa cắm, nâng xa hạ chiếp mùa lạc thán, bàn chùi bà lọc dân khu chúng nâng mạch giá cả đồng lớn bia bọt ôi bà lạc có. Ôi khánh thà, khá nông xa thân hợp lập bạc dân ní. Dân khu chúng nơi tài đồng lớn bà bia bọt, đồng bây thang ngay cả nói, bà sân bờ chụp lập bạc, cà mà có nơi tài, rùm đầm nơ cho mùi rôn chạy. Ông ca xa chiếp rừng bắn, đồng nơ cá miền bà sân tập hiếp, bà lạc có nước ban tư tư bà giáo. Vì xa cứ khá nông xa thân hợp cá, đàn nương miễn cả lập bạc trên đôi sắp thang ngay ní. Chúng ta sẽ thiết dân kế đặt tranh sạch đầy cầm nọt na mùi đập bấy thiên nhiên ôi bà lạc có ná cậu miền ca nghề thơ dân chúng ban rôm dập bần đập bấy nẹt prapra bà lạc có ra sai chầm nuôn bà lạc có chi viên sa thân đập hiệp ông cập hiệp anh chị vợ cắm triệt ao ca sa thân ca lập bạc ôi bà lạc có chạy trốn đem miền về cha nâng bà lạc có miền mục chầm nền tiếp ôi chập thơ ca khnông bẹt đai sa thân đập hiệp qua ca nghề thơ cầm bông cần lớn bậc đại sa hạ chiếp rụp đầm nở bậc kiệt smart khnề chầm mùi bờ lạc có một chặt cá cho cha chầm mùi một chặt ông cấp hiệp anh chị vừa cắm ban chui thiên nhiên tầm đệ tầm nón bờ lạc cắm đôi sờ sờ nâng chè đập hiệp khnông bần na thay bần thôm thôm bờ bắp bờ tê chiết rương âm pi tuồng chiết pe ná cọ bận rầm lực nào đôi rầm phơp giang pi sắt nâng mơ tầm đệ hiệp này chấm bớt nơi sa tạc ca chụp ba sầm mốt tuồng chiết rất tai bẹ ăn thề này bần na tuồng khiết lơ cả ba nơ cần đạt sa cứ chia cầm lúc sinh nhà âm pi sắt át tập đại dập hiệp sa một cọ na pi sắt nứng cọ chi mất ở bắc nơi sa tạc cá năng đầm na tiên dụ chưa lập hoàn sa một này nơ khai khăn hòa miền tuồng khiết rọ pon sơn lắc ban chung tua đã đại nơi sa tạc cá đôi chi âm nói pi sai người môn pe chính từ tiền dục cho lập hoàn sa một mà đầm mà đón ca nghĩ mình ai cái điệp đọc ở lời vấn đề tôi chia ra với dạng nào cái đấy có nên sát tạc có mình ai plek ca nghiêm bây giờ nụ cử lên trong tổng chiết có ba nên sát chiếc tê tì bì rồi bỏ nên sát tạc có bởi ní chia trọng sẵn bạch sống khánh hai chi bộ phía bởi bỏ tu tiền phùm nên sát có bưng bẹ tê lơ có ba nên sát đây trong tổng chiết lơ có ba nên sát đôi chọn tổng nơi bất tiền bạc luôn đâm bấy nơi cần đa sạm mốt bê xâm lăng mơ khơn tổng chiết áng sát ở thấp bất tài dập hiệp sạm mốt có hỡi nê sát tạc có mệt ả rõm khơn đôi khuôn nơi cần đa phùm sạm mốt bê có ba chạc cầm bóng tái nơi miền chọn tổng chiết tì mũi cư đâm bấy sạm đánh ca cổ rốc tì bí áng đâm bôn sạm mốt chiếc bạc Việt Nam hết ní bê cầm có ba dân khuyếm tranh tên nê sát có ba ná có miền chọn tổng chiết đài nơi cầm bông phê trầy hòn rứa khét khăn bá nơi sát tạc con chạy chạy đến tất tốt bán cái đầy sạp bài rùm cứ tất tốt bán ẩm nói bí xét khăn ông thang hệ bần thông bạc bạc chiệt ẩm nói cứ chia tông chiệt chùm nôn bay bòn sân lật nơi chia cam vệ thi rùm chùm mùi nơi sát tạc con chạy bám sạp một bè tụt tụt bàn tông chiết bom pháo nơi sát tạc có miền cái đầy rụng phớp giang khăng sông thề ẩm nói cún bận đá thả ban cái nẹp này ban rùm đầm nơi chùm mùi nơi sát tạc có rùm nâng cam bị thi chôn tông chiết đòn nơi sát tạc có chôn ẩm nói chết đánh thả ban sát tạc cách khét khăn vá ban rụng lực bom pháo nơi sát tạc có sang chiết thầm ấy âm pí cầm nót đầm bấy tập sát âm pơ tin dục chưa lập hoàn khỏi chập bập bom pháo bắt đằng âm pí ca chập rầm pí thả ban rót pí xã cùng đầm bấy bằng co chia cầm lắng tranh tới tiền dục chấm âm sập mốt ca pí sát ở tháp bát yếp phiếp sập mốt co rập bom miệt tập bát tê bầm tèng miên tập nổi khó trứ khnông ca tiền dục chưa lập hoàn sập mốt một căn cướp cơ bản để sát đập bấy đòn tông chiết đập bấy lực thực chất nâng đa tuần cơ động lực khi nào đập nào tiền dục ní rung chậm mới tông chiết để ban phạt thay đôi chia cả cơ động lực để sát tạc có tiền dục cho lập phong sập một phong cả pia sát ở tháp bát yếp phiếp sập một cọ phong đập bấy rập vào để sát tray bạc cọp đôi smart day tự tu bận tục bộ
ពេលនេះប្រព័ន្ធចែកចាយរបស់វៀតណាមកំពុងមានប្រៀបនៅលើទីផ្សារលក់រាយតាមស្ថិតិអោយដឹងថាក្នុងចំណោមដប់អង្គភាពនាំមុខលើទីផ្សារគឺមានប្រាំមួយអង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែពេលថ្មីៗនេះអង្គភាពអាជីវកម្មប្រទេសក្រៅជាច្រើនបានប្រកាសផែនការវិនិយោគធំ ដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនៅវៀតណាមប្រការនេះទាមទារអង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសត្រូវតែបង្កើនកម្លាំងប្រជាដើម្បីកុំឲ្យអង្គភាពអាជីវកម្មប្រទេសក្រៅដណ្ដើមយកបានប្រៀបនៅលើទីផ្សារបើអាគារទំនិញខ្នាតតូចជាច្រើននៅជុំវិញមណ្ឌលប្រជុំជនកកកក្នុងទីក្រុងធំៗផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារស្រស់រៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាទិសដៅដែលអង្គភាពអាជីវកម្មនេះកាន់តែជិតដិតក៏ដូចជាឆ្លើយតបទំនោរប្រើប្រាស់របស់ជនវៀត ទូវងគងវិវិតវត្តមួននេះខ្ញុំចំណូលរបស់ជនវិវិតគឺចង់ទៅទិញនៅផ្សារលោករីរងមិនចង់ចូលទិញក្នុងផ្សារទំនើបធំធំទេព្រោះអីពេលចូលទីនោះពេលខ្លះមិនបានងាយស្រួលចំណែកនៅហាងទំនិញខ្នាតតូចគុណភាពទំនិញក៏មិនជិញនៅផ្សារទំនើបធំធំដែរម្យ៉ាងទៀតធានាបានគុណភាពសេវានិងងាយស្រួលឲ្យអតិថិជនហេតុនេះអតិថិជនគេមកប្រូប ដោយក្តាប់បានទំនោរនេះអង្គភាពអាជីវកម្មធំៗបានពង្រីកបណ្ដាអាគារទំនិញខ្នាតមធ្យមដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនបានច្រើនមានជាង100អាគារទំនិញខ្នាតមធ្យមកន្លែងធំទូលាយមានច្រើនមុខទំនិញនិងសេវាបានអង្គភាពអាជីវកម្មនេះបើកធ្វើសកម្មភាពតាំងពីចុងឆ្នាំទៅសំខាន់ប្រមុខផ្ដុំនៅមណ្ឌលទីក្រុង ការផ្លាស់ថ្មីអំពីប្លង់បណ្ដាប្រភេទទំនិញនិងសេវានិងឆ្លើយតបតម្រូវការទិញច្រើនរបស់អតិថិជនជួយឲ្យអតិថិជនងាយស្រួលពេលបានស្វែងយល់ច្រើនមុខទំនិញនៅកន្លែងតែមួយក្នុងរយៈខ្លីអាចស្វែងយល់បានសេវាជាច្រើនក្រុមអ្នកជំនាញការលក់រាយឲ្យដឹងថាថ្មីបើបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មប្រទេសក្រៅកំពុងបង្កើនការវិនិយោគចូលទីផ្សារវៀតណាមក្តីប៉ុន្តែប្រសិនបើចេះក្តាប់ឲ្យបានចិត្តសាស្ត្រនិងទម្លាប់ចំណូលចិត្តទិញដូររបស់
ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទំនុកចិត្តមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានភាពខុសគ្នាអំពីទំនុកពោអំពីតម្រូវការគឺខ្ពស់ជាងការទៀមទាននឹងចំនួនចិត្តរបស់គេផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែធានាគុណភាពដើមប្រភពនិងសុវត្ថិភាពតម្លៃត្រូវតែបែងជាច្រើនផ្នែកខុសគ្នានិងឲ្យស្របជាមួយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្រសួងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មឲ្យដឹងថាសប្ដាហ៍នេះទីផ្សារលក់រាយនៅវៀតណាមកំពុងមានទ្រង់ទ្រាយគិតជាតម្លៃ142,000 លានដុល្លារហើយដល់ឆ្នាំ2025អាចកើនឡើង350,000 លានដុល្លារតាមព្យាករណ៍ទីផ្សារវៀតណាមនៅមានសក្តានុពលជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគប្រទេសក្រៅហេតុនេះបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមត្រូវតែបង្កើនកម្លាំងប្រជែងរកទិសដៅថ្មីដើម្បីអាចមានចំហររឹងលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសស្ថានីយ៍អូតូនិយមតំបន់ភូមិវិភាគកណ្ដាលជុំបោកបានព្យាករណ៍ថាស្ថានភាពជ្រាបទឹកប្រែនៅចំប្រភពនៃដងប្រេងទាំងឡាយរបស់ដាណាំងមានលទ្ធភាពកើនឡើងក្នុងខែនេះប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងលើដងប្រេងកំឡែទីក្រុងដាណាំងមានការជ្រាបទឹកប្រែរួចហើយកម្រិតប្រៃនៅកន្លែងបូមទឹករបស់រោងចក្រទឹកកៅដោកើនឡើងខ្ពស់បើប្រៀបនឹងពេលធម្មតាបច្ចុប្បន្នកម្រិតទឹកនៅតាមតំបន់ស្តុកទឹកវារីអកិសនីចំប្រភពដងប្រេងប៊ូសាក៏ទាបជាងពី3ដល់20ម៉ែត្របើប្រៀបនឹងកម្រិតធម្មតាប្រមានទឹកប្រៃមានលទ្ធភាពអតិពលអក្រក់ដល់ប្រភពទឹកបំរើឲ្យផលិតកម្មនិងប្រើប្រាស់កម្រិតប្រៃលើប្រេងប្រឡាយទាំងឡាយរបស់ខេត្តទៀងយ៉ាងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងកក់កានឡាដោយចៃដន្យផងដែរស្រើរដូវដើមឆ្នាំដល់ខេត្តនេះត្រូវផុតពីថ្ងៃទី15ឧសភាទើបចុះពូជបាននេះជាការប្រមានថ្មីបំផុតរបស់ផ្នែកកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី2ឧសភាកម្រិតទឹកលើទន្លេទៀងនៅស្រុកចៅកៅបានជ្រាបជាតិប្រៃឡើងដល់2.5%ចំណែកនៅទីក្រុងមីថោគឺ1.5%ក្នុងពេលដែលកម្រិតធុននិងជាតិប្រៃរបស់ស្រូវគឺក្រោម1%ទូទាំងប្រព័ន្ធលូទំនប់ក្នុងស្រុកកកុងចៅកៅនិងទីក្រុងមីថោសុទ្ធតែបានបិទជិតសម្រាប់ស្កាត់ទឹកប្រៃទឹកប្រៃមិនទាន់បង្កអន្តរាយប៉ុន្តែនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផែនការផលិតកសិកម្មពិសេសគឺស្រូវនិងដំណាំបន្លែនៅភាគខាងកើតខេត្តទៀងយ៉ាងនាយកដ្ឋានអាកាសចរវៀតណាមតែបតែចេញឯកសារសំណើពោឲ្យផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាសេចក្តីកំណត់អំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មនិងការបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈអេឡិចត្រូនិកចំពោះភ្ញៀវដំណើរជិះយន្តហោះ
chia sẻ đánh bộ lọt ai bởi bác kia nền ní át tác nhận đặc cấm electronic đâm bên chùm nội ai cả đá sản ám ai cả xa xâm rạp bình chạy nơi bỏ đảm biến phát khuôn một nút đâm bây bóng rơ ai đâm rơi ca tơ mô khẩu bác bởi chế chôn khăn ổ cá bồn tiến cứ phần này ạ cá sẽ cho cậu bàn bí sát bởi bác át tác nhận đặc bàn phát chếp đâm bây công nát tùm rung múc phía đâm nơ hò hơ khăn nông bởi tế hai cơ rơi bí sát sai bởi hẹt bê sạp đá một đá bên ní cá bí sát bàn ổi khơi nơi bác sát tập hiếp khăn nông ca cắt bàn thói sế nơi khai kiên giang có nó ổ cát chụp xâm ra âm nọ bọn xam sắp mê xa tiên mươi ưu sụp hìa bàn chấp tăng cho ra lập ai phái phái bằng cá tới chia cho ra xe và cầm xam xâm rạp tại tiên phía tê xa cha đôi chìa nơi tiên cổ răng hạ tiên phía tê xa cha một tiên nít cọ bình chất bê đài ban lên kẻ lạ nơi lơ xa mốt nước cứ phái bùa nứng hót chặt hói chất tay dạng nà nút xơ mình chân tất nhiên kỳ chôn tam đạt đôi ta tệ rụp hiệp đã ở chá ní bàn thót nơi khi nơi sắp một rộng mạng dịch thân tế sẽ cho mùi này tì cổ rộng hạ tiên khét kiên giang. Đập bấy, miên càng sắp đầy ní, mất chạm mật đôi chùm rinh bình dịch cầm nâng tế sẽ cho hạ tiên. Bàn xã hạng ca chùm mùi xã hạ bôn chạch dôn kê lá tì cổ Hồ Chí Minh. Kia cô ổ bà có, nâng kê lá có, miên bọt bì sọt. Sắc cả mập hiệp bằng hành bài bò nâng chặt dông cây lá, sắm đai cột bồng non bầm rỡ phía màu tê sơn à. Ban bị sót, ban mờ cả bằng hành đo sờ sát, nâng lời chân nên sắp một mùi này. Bài bò cứ chia cây lá mùi bà phết lên lời sắp một, ban bình đề dùng nâng tam bà tê lục khẳng lịch. Phần nhờ tê sơ chó, ai khó lờ công phố bà hẹt đập mét, à sẵn ấy bị cầm lăng rinh rộp bò tức. Pi tù yô, play or air, pi tốn, đại bóng bẹt nơi lơ chân tiền pi. Trong này chặt dồn vĩnh, phân nhân tên sở chó, nâng bàn bóng bẹt thêm xa la pi. Đập bấy hót nơi lơ phát tình mê, pi sốt, mơ sạp mốt, pi lơ chọc mốt, nằm mốt nơi ả rắm, bích chi ọ chà. Khi mà mình bay lên, bè dân hòa lớn, dân mình ả rắm tha cần lấy ní. Mình chân nế, nâng chung sạp mốt nó sọt xa át, xăm sạp oi áp hi vọt tên sở chó nơi tì ní. Pi sách nơi tì ní, mình phân môi nơi khẳng mục. Bà xin chị bán, dân đừng trở bình nịch, sắp xài thêm, cây lá chạch dồn, cứ chạch dồn khả mà xin. Khả nông bình mạnh tháng ngày chấp xâm rạc ông nọ tháng ngày bốn, nơi hạ tiếng phân nhu tế sở cho, cực tự tí, nâng xâm rạc luôn cho khả nông tây sập một bài tón. Sạch xó, tế sở nạ ca xâm đánh, chứ mới cây lá bà thư cổ thân ạ. Nhi bà gọt chìa ca xảo chìa đã ở chá, đại nẹ ná có chọn bàn sạc lập bông mà đón đầy.